Công việc của mình á thì thường là chạy xe ngoài đường, mà khi mình chạy xe lâu quá nó mệt á, thì tới một cái địa điểm nào đó mà có bóng mát á thì mình sẽ ngồi mình nghỉ mệt ha. Thì thường là mình sẽ đem theo một cái ghế này đi ha, để mình ngồi. Đây là một cái chiếc ghế xếp rất là nhỏ cả nhà. Đó. Lắp ráp thì mình thấy nó cũng khá là đơn giản thôi. Mình đi tới cái chỗ nào đó mà có bóng mát á, mình ngồi mình nghỉ mệt thì mình lấy cái ghế này ra mình ngồi cho nó thoải mái nha cả nhà. Đây, để mình ráp cho cả nhà xem. Thế là mình có một cái ghế để mình ngồi thôi. Đó, cả nhà thấy không? Mình ngồi mình nghỉ ngơi, mình uống nước, ngồi nghỉ hết mệt này thì mình sẽ đi tiếp. Thì cái ghế này nè, mình muốn xếp lại thì nó cũng dễ thôi. Rút nó ra, bẻ lại là xong. Rất là nhỏ gọn nha cả nhà. Đem theo thì có